Đúng như lộ trình đã đặt ra và thông báo trước đó, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư để quản lý hoạt động thương mại điện tử thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động. Theo đó, từ cuối tháng 3 tới, cá nhân tổ chức sở hữu ứng dụng có chức năng bán hàng thì phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công Thương. Theo quy định, thương nhân, tổ chức thiết lập ứng dụng di động để bán hàng và cung cấp dịch vụ của chính mình thì phải tiến hành thủ tục thông báo với Bộ Công Thương và cung cấp đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên lạc. Trường hợp thương nhân tổ chức thiết lập ứng dụng di động để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, tức các sàn giao dịch C2C, thì phải tiến hành thủ tục đăng ký với Bộ Công Thương. Đồng thời, trên ứng dụng phải công bố những thông tin về trách nhiệm của chủ sở hữu ứng dụng, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia sàn giao dịch, cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp, v.v. Sau khi ứng dụng hoàn thành thủ tục, thông báo hoặc đăng ký và nhận được xác nhận của Bộ Công Thương, thông tin về ứng dụng sẽ được đưa vào danh sách ứng dụng đã thông báo hoặc đăng ký để công bố công khai trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử. Các ứng dụng được thành lập và hoạt động trước ngày thông tư hiệu lực phải tiến hành thông báo hoặc đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ khi thông tư có hiệu lực.